Thiên Hà xin kính chào quý khán giả của Thời báo TV. Bản tin thế giới ngày 3 tháng 2 gồm các tin chính sau đây. Đàm phán thất bại, giao tranh dữ dội ở Ukraine. Nhật muốn quân đội can thiệp ở nước ngoài để giải cứu công dân. Liên minh châu Phi điều quân chống Boko Haram. Dân Hồng Kông lại biểu tình đòi dân chủ. Bắc Kinh giận dữ vì Obama gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ai Cập liệt phe Hamas vào danh sách khủng bố. Ý bầu một thẩm phán làm tổng thống. Kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Đàm phán thất bại, giao tranh dữ dội ở Ukraine. Chiến sự ở miền đông Ukraine tiếp tục leo thang sau khi vòng đàm phán mới nhất tại thủ đô Minsk của Belarus đã sụp đổ. Ngày 1 tháng 2, AFP dẫn lời ông Eduard Basutin, một chỉ huy quân sự của phe ly khai, cho biết lực lượng này đang vây hãm 8.000 lính của quân đội chính phủ Ukraine ở Debalsiv. Đây là thị trấn chiến lược nằm giữa Luhansk với Donetsk, hai khu vực đang do phe chống Kiev kiểm soát và từ nhiều tuần qua đã trở thành điểm nóng xung đột mới. Hiện lực lượng nổi dậy đang tiến hành đợt tấn công quy mô lớn nhằm chiếm thị trấn lân cận Luhansk để bao vây hoàn toàn Debalsiv. Tuy nhiên, quân chính phủ tại Debalsiv vẫn chống trả quyết liệt, gây nhiều thiệt hại cho phe nổi dậy. Chính quyền Kiev cũng đã chính thức xác nhận mất quyền kiểm soát khu vực dài hơn 400 km dọc biên giới với Nga. Trước đó, cuộc đàm phán kéo dài 4 giờ hôm 31 tháng 1 tại Minsk đã thất bại. AFP dẫn lời đặc phái viên Ukraine Leonid Kuchma cho biết các lãnh đạo của lực lượng nổi dậy ở Donetsk và Luhansk không có mặt, còn đại diện của họ từ chối thảo luận về lịch ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng khỏi vùng đệm phi quân sự. Ngoài ra, cả hai bên cùng khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ tối hậu thư nào. Trước đó, phe nổi dậy đã tuyên bố nếu không đạt được thỏa thuận nào, họ sẽ mở rộng các đợt tấn công. Trước những diễn biến phức tạp trên, Ngoại trưởng Mỹ ông John Kerry thông báo sẽ đến Ukraine vào ngày 5 tháng 2 để bày tỏ sự ủng hộ với Kiev. Nhật muốn quân đội can thiệp ở nước ngoài để giải cứu công dân. Hôm 2 tháng 2, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thông báo ý định thiết lập một khuôn khổ chung cho phép quân đội Nhật can thiệp giải cứu công dân bị đe dọa sinh mạng. Lãnh đạo Nhật Bản đưa ra lời tuyên bố này sau khi tổ chức nhà nước Hồi giáo IS hành quyết con tin người Nhật thứ nhì trước sự bất lực và bị động của Tokyo. Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố phương thức chống khủng bố hiệu quả nhất là hợp tác với cộng đồng quốc tế và tăng cường cơ chế bảo vệ an ninh cho người dân Nhật. Nếu quốc tế không hợp lực với nhau thì khủng bố sẽ làm bất cứ chuyện gì họ muốn. 60 năm sau ngày tái xây dựng quân đội theo chiều hướng chủ hòa, hệ quả của đệ nhị thế chiến, Thủ tướng Shinzo Abe hy vọng quốc hội sẽ biểu quyết ngay trong năm nay hủy bỏ luật cấm quân đội tham gia chiến đấu ở nước ngoài để bảo vệ một đồng minh bị uy hiếp. Hôm 31 tháng 1, IS công bố đoạn băng video hành quyết phóng viên Kenji Kodo một tuần sau khi loan báo sát hại con tin thứ nhất Haruna Yukawa. Cả hai rơi vào tại IS từ nhiều tháng trước, nhưng tổ chức cực đoan này chỉ mới công khai gây áp lực với Tokyo từ ngày 20 tháng 1. Họ lên án Nhật Bản viện trợ 200 triệu đô la cho các nước Trung Đông trong Liên minh Quốc tế chống khủng bố, mặc dù Tokyo khẳng định số tiền này dùng để giúp người tị nạn. Trước số phận mong manh của một sĩ quan Jordan đang bị giam giữ, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 1 tháng 2 yêu cầu nhóm cực đoan này trả tự do cho tất cả con tin. Trong nghị quyết được toàn thể 15 thành viên chấp thuận, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu tổ chức IS và các nhóm liên hệ với Al-Qaeda phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho các con tin hiện đang bị họ bắt cóc. Hội đồng Bảo an cũng mạnh mẽ lên án hành động giết người bỉ ổi và hèn hạ của những kẻ tự xưng là thánh chiến hành quyết, nhà báo Kenji Kodo. Ngoài hai con tin người Nhật vừa bị hạ sát, tổ chức IS tự nhận là thủ phạm chặt đầu 5 con tin Tây Phương kể từ giữa tháng 8 năm 2014, gồm 2 phóng viên Mỹ, 1 nhân viên thiện nguyện Mỹ và 2 công dân Anh
cũng đã hoạt động trong lĩnh vực cứu trợ nạn nhân chiến cuộc tại Syria. Liên minh châu Phi điều quân chống Boko Haram. Liên minh châu Phi AU ngày 31 tháng 1 thông báo các nhà lãnh đạo chính phủ ở châu lục này đã đồng thuận điều 7.500 binh sĩ chống tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram ở đông bắc Nigeria. Ông Samuel Chakri, người đứng đầu Hội đồng Hòa bình và An ninh của AU, cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi hội đồng này thúc giục các nguyên thủ phê chuẩn việc triển khai binh sĩ từ 5 nước Tây Phi để đối phó với tổ chức trên. Vào ngày 30 tháng 1, các nhà lãnh đạo châu Phi là thành viên của AU đã có cuộc họp thượng đỉnh kéo dài 2 ngày ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon trước đó tuyên bố ủng hộ khả năng AU phải lực lượng đến Nigeria đối phó với Boko Haram. Tổ chức này đang tăng cường các cuộc tấn công khi Nigeria chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào ngày 14 tháng 2 tới. Hàng ngàn người thiệt mạng trong cuộc nổi dậy kéo dài 5 năm qua của Boko Haram. Tổ chức này được cho là đã chiếm được một vùng lãnh thổ rộng tương đương với Costa Rica. Dân Hồng Kông lại biểu tình đòi dân chủ. Tại đặc khu hành chánh Hồng Kông, hàng chục ngàn người hôm 1 tháng 2 lại xuống đường đòi hỏi quyền bầu cử dân chủ thực sự ở đó. Đây là lần đầu tiên lại diễn ra biểu tình tuần hành đông người ở Hồng Kông sau khi những vụ biểu tình đông đảo bị dẹp sau hơn 2 tháng kéo dài hồi cuối năm ngoái. Tin cho biết một biển những chiếc dù vàng, biểu tượng của cuộc cách mạng đòi dân chủ thực sự tại Hồng Kông lại được dương ra ở trung tâm đặc khu này. Một người tham gia tuần hành biểu tình cho biết họ hiểu là họ không thể làm gì được nhiều, nhưng nếu họ không lên tiếng thì sẽ không có thay đổi. Ban tổ chức cuộc tuần hành cho biết khoảng chừng 50.000 người tham dự. Phía cảnh sát đưa ra con số từ phía họ. Cảnh sát Hồng Kông đưa ra cảnh báo là có thể lại có tình hình chiếm giữ những trục đường chính tại đó. Tuy nhiên, chưa có nhóm biểu tình nào tuyên bố sẽ thực hiện biện pháp chiếm đóng đường phố. Bắc Kinh giận dữ vì Obama gặp Đức Lạt Lai Lạt Ma. Trung Quốc khẳng định không muốn bất kỳ lãnh đạo quốc tế nào tiếp xúc với Đức Lạt Lai Lạt Ma, dù với bất kỳ hình thức nào. Khi hai tin Tổng thống Mỹ và Đức Lạt Lai Lạt Ma sẽ gặp nhau vào ngày 5 tháng 2 tới đây, cùng tham dự lễ cầu nguyện cho tự do tôn giáo, Bắc Kinh yêu cầu Hoa Kỳ phải hành xử phù hợp với quyền lợi trong quan hệ Mỹ-Trung. Dưới danh nghĩa chống khủng bố, Bắc Kinh vừa thông báo sẽ trao giải thưởng có thể lên đến 300.000 tệ, tức hơn 40.000 đô la Mỹ cho những ai cung cấp thông tin về âm mưu bạo loạn trong dự án luật mới chống khủng bố tại Tây Tạng. Theo Tân Hoa Xã hôm 31 tháng 1, chính quyền Trung Quốc đang tìm kiếm thông tin về các tổ chức khủng bố ngoại quốc và các hoạt động của họ bên trong Trung Quốc và sự phát triển của chủ trương tôn giáo cực đoan tại Tây Tạng. Theo nhận định của Reuters, Tây Tạng chưa bao giờ là vùng đất bị đặt chất nổ hay tấn công bằng bạo lực như ở Tân Cương, nơi mà người Duy Ngô Nhĩ bị Bắc Kinh lên án là thủ phạm. Tuy nhiên, theo các tổ chức nhân quyền, tại Tây Tạng đã xảy ra các cuộc biểu tình bạo động để phản đối chính sách đàn áp các quyền tự do tôn giáo và bảo tồn văn hóa Tây Tạng. Các tổ chức phi chính phủ lưu ý đạo luật chống khủng bố của Trung Quốc đang được chuẩn bị có phạm vi rất rộng và do đó sẽ tạo điều kiện cho chính quyền mạnh tay vi phạm quyền con người. Trong dự án luật này, tội khủng bố được định nghĩa là tư tưởng, lời nói và thái độ nhằm khuynh vào quyền lực nhà nước, kích động, hận thù sắc tộc và chia sẻ dân tộc. Những lời cáo buộc này rất mơ hồ. Tội danh khuynh đảo, gây chia rẽ thường được sử dụng để bắt giam, kết án các nhà dân chủ Trung Quốc. Ai Cập liệt phe Hamas vào danh sách khủng bố. Hôm 31 tháng 1, tư pháp Ai Cập quyết định đưa ra nhanh phong trào Palestine Hamas có tên gọi là Ezzedine Al-Qassam vào danh sách các tổ chức khủng bố và bị cấm hoạt động tại Ai Cập.
Theo đó, các toán quân Al-Qassam có liên can trong việc tài trợ và cung cấp vũ khí cho các tổ chức khủng bố đang hoạt động tại Ai Cập. Một sự hỗ trợ có lẽ được thực hiện qua vô số các đường hầm giữa Gaza và Ai Cập. Những đường hầm này một khi bị quân đội Ai Cập phá hủy, ngay tức thì chúng lại được đào mới bên phía Palestine. Theo các nguồn tin thân cận từ lực lượng an ninh Ai Cập, trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố gần đây trên bán đảo Sinai, lực lượng biên phòng đã tịch thu trong các đường hầm một số lực lượng lớn vũ khí và đạn dược, nhất là các loại súng cối và trái phá 81. Quyết định của tòa án Ai Cập đã gây căng thẳng quan hệ giữa Cairo và dải Gaza. Ai Cập từng đóng vai trò trung gian cho cuộc hỗn chiến giữa Palestine và Israel và vận động hòa giải giữa Fatah và Hamas. Ý bầu một thẩm phán làm tổng thống. Phải đợi đến vòng bỏ phiếu thứ tư hôm 31 tháng 1, Ý mới bầu được tân tổng thống, đó là thẩm phán Sergio Mattarella. Ông Mattarella đã thu được đa số 505 phiếu cần thiết để trở thành nguyên thủ quốc gia Ý. Trong 3 vòng bỏ phiếu đầu tiên ngày 29 tháng 1 và 30 tháng 1, ứng cử viên tổng thống phải thu được đa số 2/3 số phiếu của 1.009 đại cử tri. Năm nay 73 tuổi, thẩm phán Mattarella nguyên là đảng viên đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, nhưng đã ngã sang cánh tả vì cho rằng đảng của ông trở nên quá thân cận với cựu thủ tướng Berlusconi. Ông từng là dân biểu trong suốt 25 năm, 5 lần làm bộ trưởng và là thẩm phán tòa bảo hiến từ năm 2011. Tổng thống tân cử của Ý lại là một nhân vật ít được công chúng biết đến, rất kín đáo. Trong những ngày qua, ông không hề có tuyên bố gì và không ra khỏi văn phòng của ông. Trong chính trường nước Ý, tổng thống có rất ít quyền hạn nhưng lại có vai trò quan trọng khi xảy ra khủng hoảng chính trị. Vừa rồi là bản tin Thế giới ngày 3 tháng 2. Thiên Hà xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong bản tin kỳ tới.